Dạ, một em huyết áp đo bắp tay Omron 7420. Con này đẹp long lanh như mới chưa xài luôn á. Dạ đây. Em test thử ha. Có luôn cả adapter nếu mà không xài pin. Mặc dù ở trong máy là nó có 4 cục pin của bên đó về Amazon Basic vẫn còn nguyên. Em này đo cực kỳ êm nha mấy bác, hầu như không nghe tiếng bơm luôn. Huyết áp em hơi cao rồi, 142. À, huyết áp dưới cũng lên tới 103, nhịp tim 88. Ok. Đo tốt là full luôn sách với lại hộp đàng hoàng luôn. Nhà đầy đủ tiện mang theo, xài pin tiện mang theo, thích thì cắm adapter vô. Adapter thì em chưa có test.